nguyên tắc trading. Chuỗi 8 video mang đến cho bạn những nguyên tắc giúp bạn thành công trong trading. Tập 2. Hai công thức quan trọng. Con đường bạn lựa chọn khi bước chân vào trading và cách thức bạn theo đuổi nghề chơi là điều quan trọng nhất giúp bạn thành công trong trading. Để bắt đầu, bạn hãy hình dung như thế này. Bạn đang ở Hà Nội và điểm bạn muốn đến là thành phố Hồ Chí Minh. Để đến được thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều con đường khác nhau và bạn cũng có thể sử dụng rất nhiều loại phương tiện khác nhau để đi tới đó. Ứng với mỗi loại phương tiện, bạn sẽ cần dành nguồn lực khác nhau để đi đến đích. Ví dụ như bạn sử dụng ô tô thì chắc chắn sẽ đi nhanh hơn xe máy, nhưng bạn sẽ cần phải có nhiều tiền hơn để sở hữu một chiếc ô tô. Nhưng mà việc sử dụng phương tiện gì thì cũng chưa quan trọng bằng việc bạn muốn đi đâu. Bởi vì nếu bạn chưa xác định được điểm đến thì bạn lên xe rồi đi lòng vòng và cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu. Trong trading cũng vậy, bước đầu tiên để tìm ra con đường đó là bắt đầu bằng việc xác định đâu là điều bạn mong muốn hay đâu là cái đích mà bạn muốn đến ở trong trading. Mong muốn của mỗi người thì sẽ rất khác nhau. Có người muốn làm trader full time, có người thì chỉ muốn chơi part time khi có thời gian rảnh. Một số người thì muốn chơi quỹ hàng triệu đô, trong khi một số khác thì lại chỉ muốn kiếm vài trăm đô một tháng. Nhưng dù là gì đi nữa thì bạn cũng cần phải xác định được đâu là điều bạn mong muốn ở trong trading. Tiếp theo, điều bạn cần xác định được đó là những nguồn lực thực tế mà mình có, thứ sẽ giúp bạn đạt được những điều bạn mong muốn. Nguồn lực ở đây theo mình thì bao gồm 3 yếu tố chính sau. Thứ nhất đó là kiến thức và kinh nghiệm của bạn ở trong trading. Thứ hai đó là số vốn thực tế bạn có sử dụng ở trong trading. Và thứ ba đó là thời gian bạn dành cho trading. Thời gian ở đây không chỉ là thời gian bạn ngồi để chơi mà còn là thời gian bạn dành để trau dồi kiến thức và kỹ năng về trading. Để đạt được mong muốn thì bạn cần phải có nguồn lực tương ứng. Nếu không thì cái ước muốn của bạn nó sẽ trở nên viển vông. Mình xin lấy ví dụ như thế này. Bạn mới chỉ tham gia trading được 2-3 tháng và biết một vài kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, nhưng bạn lại muốn tạo ra lợi nhuận là khoảng 1.000 đô mỗi tháng với số vốn là 5.000 đô ạ. Thì theo bạn cái kỳ vọng này nó có đạt được không ạ? Theo mình thấy thì đối với những người mới, bạn không những không kiếm được tiền mà còn bị mất tiền. Mình nghĩ ít nhất bạn cũng cần phải dành 2-3 năm tùy thuộc vào năng lực của bạn để có thể trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để cái nguồn lực của bạn nó tương xứng với cái kỳ vọng của bạn. Hoặc cũng ở một trường hợp khác, một người đã có kinh nghiệm giao dịch được khoảng 5 năm, kiến thức và kỹ năng giao dịch thì rất tốt, nhưng mà anh ấy muốn kiếm khoảng 5.000 đô mỗi tháng từ số vốn 1.000 đô. Theo các bạn ở trong trường hợp này thì sao ạ? Có thể may mắn trong một vài lần thì người này có thể đạt được cái kỳ vọng đó, nhưng chắc chắn nó sẽ không bền vững. Bởi vì ở đây thì cái kỳ vọng nó đang quá cao so với cái nguồn lực thực tế mà anh ta có. Cụ thể ở đây là anh ấy muốn kiếm nhiều tiền từ một số vốn nhỏ. Thì đối với mình, nếu mà giao dịch kiểu như này thì chẳng khác gì biến trading thành đánh bạc cả. Từ đây thì bạn có thể thấy được là việc xác định được mong muốn và nguồn lực thực tế phù hợp là hai yếu tố cực kỳ quan trọng giúp bạn thành công được ở trong trading. Nhưng mà như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn cần có thêm một yếu tố nữa, đó là sự quyết tâm để thực hiện. Điều này thì rất hiển nhiên, bởi vì kể cả nguồn lực của bạn có tốt đến đâu thì sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn không thực hiện nó, có đúng không ạ? Nó tương tự như ở ví dụ bên trên, khi mà bạn đã xác định được điểm đến và bạn có một phương tiện, đó là một chiếc ô tô chẳng hạn. Nhưng việc bạn cần làm đó là phải lái xe, nếu không thì bạn cũng sẽ chẳng đi được đến đích. Và đây cũng chính là công thức mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Để thành công trong trading, bạn cần phải xác định được mong muốn cụ thể, cộng với việc xác định được những nguồn lực thực tế mà bạn có thể thực hiện được mong muốn đó. Và cuối cùng là cần phải quyết tâm thực hiện. Đây là công thức vô cùng quan trọng mà bạn cần phải hiểu rõ nếu như bạn muốn theo đuổi nghề chơi một cách nghiêm túc. Bản thân mình thì khi mới bước chân vào trading cũng không làm được điều này, cũng như bao người khác. Mình cũng lập tài khoản, cũng học một số phương pháp để giao dịch, rồi lao vào giao dịch. Việc này nó cũng giống như mình bước lên một chiếc xe và đi, nhưng cũng không biết mình muốn đi về đâu.
Và kết quả là mình cũng giống như 90% trader ở trong thị trường. Một số người có thể sẽ thắc mắc là trong hành trình với nghề trade thì tại mỗi giai đoạn, mong muốn rồi nguồn lực của chúng ta sẽ thay đổi thì sao? Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra và là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là bạn nhận ra được sự thay đổi, cân bằng được hai yếu tố mong muốn và nguồn lực thực tại mình vừa nêu ở trên. Để đạt được điều này thì bạn cần có một kỹ năng mà mình cho đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một trader cần có. Đó là reflection. Đây là khả năng nhìn nhận lại, suy ngẫm, đánh giá sự thay đổi để có thể phát triển hơn. Lý do mình sử dụng từ này bằng tiếng Anh là bởi vì mình cũng chưa tìm được từ tiếng Việt nào nó có thể diễn tả được hết ý nghĩa của từ reflection trong trường hợp này. Muốn thành công trong trading, bạn cần phải sử dụng kỹ năng này rất thường xuyên. Trong trading thì chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều những sai lầm dẫn đến thua lỗ và mất mát. Cách tốt nhất để bạn có thể tránh được những sai lầm đó chính là nhìn nhận lại nó, suy ngẫm rồi rút ra bài học thực tế để tránh gặp lại những sai lầm này trong tương lai. Và đây cũng chính là nội dung của công thức thứ hai mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Những sự sai lầm trả giá nếu được bạn nhìn lại, suy ngẫm để rút ra bài học thì nó sẽ là công cụ để giúp các bạn phát triển và tiến bộ hơn trong trading. Trading là một hành trình dài và hành trình của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, mỗi người sẽ có những mong muốn khác nhau và đi kèm với đó là những thách thức rất khác nhau. Để đạt được những mục tiêu đó, bạn cần làm thật tốt một quy trình gồm 5 bước. Ở trong tập 3, chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình này là gì và cách thức áp dụng nó như thế nào nhé. Trước khi kết thúc thì mình xin được tóm gọn nội dung của video này ở trong hai công thức quan trọng mà mình để trên màn hình để các bạn có thể tiện ghi nhớ. Và nếu các bạn thấy những kiến thức này hữu ích thì hãy chia sẻ nó đến với bạn bè. Và cũng đừng quên là like và đăng ký follow kênh để nhận được những kiến thức hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong tập tiếp theo.